cò lép, cái gọng sọc trắng á, thấy chưa, bắt đầu chưa đó. À, rồi còn lửa, còn lửa la cò lép không, tại em thấy trúng đầu à. Em là em cũng bơi nữa đó. Nhớ con cò lửa nha các bạn. Trời ơi, nó đứng nguyên cây gì mà không thấy ta. Hên trúng đầu. Em nhớ các bạn. Con cò đỏ nha. Này chơi lại one hit. Ô, ba con diều trắng đá nhau trời. Ủa đằng ba con diều trắng đi với nhau là ở đá hay sao? Chim con hả? Em mê theo bắn được nè. Rồi đáp đáp cây dừa, đáp cây dừa. Cò lửa. Đây đây. Để các bạn tán thẳng vô mặt nhỏ nè. Con cò lửa nha. Nay mình bắn lại V1 nha. Bữa giờ bắn nó nhựa quá trời rồi. Giờ bắn lại thử cây này. Im luôn. V1 nha các bạn. Vẫn là thun retire 065 nè. Ăn cò bờ hay con lép đây hả? Ờ nha, bờ xong tới lép hai con luôn. Bờ rồi. Đây, đây. Rồi, dính rồi, dính rồi, từ 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 từ. Ừ, chết rồi dính rồi, con cò bờ hết bay rồi, còn con là cò lép. Bắn cò lép đi hả, cò bờ nằm rồi kìa đó, thấy không, cò bờ nằm rồi kìa. Gục rồi, gục rồi, gục rồi nhé các bạn. Xin người ta nhanh đặng. Rồi một cò bờ nhé các bạn. Ná nhựa nè. Con cò lép bay lại đâu này. Tính bắn lần hai con luôn mà. Được mỗi con à. Quá êm. Để anh đằng xin vô lụm. Rồi lụm rồi nha các bạn. Im. Này hình như có con cu cườm nữa nè. Mới thấy xà lên đâu đây. Cườm mới đáp đây đâu ta. Lỡ con với cá. Không thấy con cu cườm đâu hết trơn. Ná nhựa nha các bạn. Lụm với cá luôn. Nè các bạn, cò bự nu luôn nè. Tuyệt vời. Đúng rồi, chỗ đó đó. Mới lụm con với cá nữa luôn rồi. Đó nằm dưới kìa. Ná nhựa nha các bạn. Anh nào muốn sở hữu liên hệ mình nha. Ná nhựa 100k. Đây, một con nữa nè. Tuyệt vời, lên anh Đặng. Sao vậy, còn lưu luyến gì nữa? Con cò lép bên đó. Quà bắn ăn thôi. Êm nhớ các bạn. Tiếp tục. Còn cò lép nữa nha các bạn. Nhiều ghê luôn, đây nhiều. Đâu rồi quý nó núp đi. Ê, bà đang ngậm con cá sặc. Ngậm cá sặc nè. Ngậm cá sặc nè. Ăn cá, ý, nó vẫn chưa bỏ con cá nha. Nó lì không. Ê, ê, nó chạy mất vậy. Mày, sao chạy được. Gì. Gì.
nó nhựa nữa nha các bạn. Thằng nhỏ đang ăn con cá sặc. Êm. Mày đặt giặt giống giặt rắn nữa. Biết bắt rắn không hả cha? Các bạn. Cứ khéo lên luôn đi. Êm luôn nghe. Thôi tự lên đi. Êm. Bỏ vô, bỏ sống được luôn. Rồi. Đù quá chụp đầu. Con này còn sống nữa. Chụp đầu quá cái bụng luôn. Này đi bắn cò lép sướng luôn. Cò lép không à? Rồi mày nhìn cá nè cô. Tao mày không nhìn, mày nhìn cá. Rồi. Cò lép được không? Được. Cho cò lép nha các bạn. Nó nhựa nữa nè. Nó mùa này đi không gặp cu, toàn gặp cò lép không. Chỗ đó lụm dễ anh à. Cò lép nha các bạn. Dẫn lên nó nhựa nữa nha. Lên. Im. Im gu luôn các bạn. Chúng đâu ạ? À? Cần cổ hả? À? Chúng ngực. Rồi rồi rồi. Cái đầu đó đúng không? Ừ. Rồi rồi, lũi rồi. Lũi hay chết? Hình như vậy, trên đây có cầu nè. Ngó đi để cho nó lũi. Hả? Hình như trúng rồi các bạn. Dậy dãy rồi kìa. Chắc trúng rồi đó. Em thấy nó dậy dãy rồi. Xem coi. Hình như bắn trúng đầu hay sao á. Nó nhựa chứ các bạn. Em cứ tưởng con cò ấy chứ. Cò lửa hả? Cò lửa ngay đầu luôn. Tuyệt vời nha các bạn, ngay đầu. Cò lửa. Tục. Nè các bạn. Vừa đây ấn lại chứ tụi cô mồi. Nè, anh cầm đi. Nhiều khi nó không chết đâu, cầm cổ đỡ nó dậy nè. Rồi tiếp tục lên đường nha các bạn. Nó nhựa lập công tiếp tục. Rồi, sao? Còn lép sao? Đó. Chưa. Thấy chưa? Rồi thấy rồi. Đứng yên. Em sẽ cho con cò lép này đi bụi. Chúng rồi. Rồi. Trời ơi, nó trong cái lùm cây mà nó núp. Thấy chưa? Thấy chưa ông nội, bên chân nè. Bên đây, bên cái hộp trắng nè, bên bịch trắng nè. Ừ. Rồi, hạ con cò lép nha các bạn. Nó nhựa nha. Này bắn toàn cò lép không à. Bắn sớt cái đầu à. Tại nó núp trong lùm cây á, bắn được. Nên kiếm cái lỗ bắn trúng hay chứ. Cần à. Nè các bạn, nhìn đuôi con cò lép nè, chút nhí à. Cười. Hỏi tiếp đi. Con gì kìa. Nhưng mà mình sẽ bắn con này. Anh đang bắn, anh đang. Thôi, nhận tay bắn đi. Thôi, xuống xe bắn luôn. Ê, nó bay, nó bay. Xuống đi, xuống luôn đi. Ê, nó chuẩn bị bay á. Đi, đi, lên.
giường nhau nữa nhá. Băng đi.